1, 2, 5, 6. Mời anh em cùng đeo tai nghe nhá. Cảm nhận cái bộ cấu hình này chỉ với 22 triệu thôi. Sử dụng một cặp loa full 30, một cục đẩy 4 kênh anh em nhá. Đó, một vang số và một bộ micro chỉ 22 triệu. Và cái bộ này thì dành cho những anh em mà chưa có điều kiện. Sau đó anh em có thể nâng cấp thêm một chiếc súp nữa anh em nhá. Chỉ 22 triệu thôi. Anh em có điều kiện nâng cấp thêm một chiếc súp nữa thì nó rơi tầm khoảng độ 6 triệu rưỡi nữa là 28 triệu 500 anh em nhé. Rất vừa miếng cho anh em. Và ok, mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm nhé. Sẽ alo thử cho anh em nghe. Tiếng echo và dì vần rất mềm đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ thử một đoạn nhạc remix cho anh em nghe nhé. Với cấu hình này thì dành cho anh em chưa có điều kiện nhiều, với một cái mức tiền rất hợp lý, chỉ 22 triệu thôi. Sau thì anh em có thể nâng cấp thêm loa và nâng cấp thêm súp anh em nhé. Súp 40 hoặc 50 hoặc là thêm một đôi loa nữa anh em nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe với cái chất âm của bộ cấu hình này. Đánh có một cặp loa full thôi anh em nhé. Với cái cấu hình này thì em đang sử dụng một điều khiển, có thể điều khiển được tất cả các mốt to nhỏ nhạc ở đây anh em nhé. Và cặp loa sử dụng đây đó là cặp loa không xa lạ gì với anh em rồi, cặp loa V12, sử dụng bass 30 anh em nhé, sử dụng bass 30. Con này thì rất là chất, con này thì chuyên lời ca anh em nhé. Chuyên lời ca, cái màng của nó rất là mỏng, chuyên lời ca anh em nhé. Nói chung là cặp loa này đánh khá hợp lý trong gia đình. Và chỉ với giá là 8 triệu 700 nghìn đồng thôi. Nó sẽ không bị ù tiếng anh em nhé. Cặp loa này là lỗ thông hơi đằng trước, phù hợp cho những căn phòng nó bị oang thì anh em sử dụng cặp này vào thì không bao giờ bị ù. Nhiều cái căn phòng nó bị ù thì sử dụng cặp này không bị ù đâu anh em nhé. Ok chưa? Với cặp loa này thì nói chung là anh em chơi hợp lý, nghe nhạc hát đều hay, rất hợp lý anh em nhé. Chơi thì không hề nghĩ gì cả, chất âm rất là đẹp. Đây là không dùng súp anh em nhé, không dùng súp. Súp em có lắp nhưng mà em không bật anh em nhé. Đây này, cây này dùng súp này. Đó, anh em thấy không? Dùng súp nó khác hẳn luôn anh em nhé. Đó, dùng súp thì nó sẽ khác hơn. Và đây là em chỉ dùng full noise súp, em đang khóa về không anh em nhé, khóa về không. Đó, nói chung là chơi hợp lý. Đó. Đó, anh em thấy giờ nó đánh xuống rất là sâu anh em nhé, đánh xuống rất là sâu và lực anh em nhé. Con sử dụng 804 anh em nhé, 4 kênh. Cấu hình này rẻ tiền nhưng mà em vẫn sử dụng 4 kênh cho anh em chơi. Đó. Anh em thấy chưa? Đó. Nếu mà sử dụng súp thì nó sẽ như này. Đó. Ok chưa? Đó. Nếu mà sử dụng súp thì nó sẽ như này. Ok chưa? Đó. Rất là uy lực đúng không ạ? Cực kỳ uy lực. Nhưng mà với cấu hình 22 triệu thì chưa súp. Chỉ có như thế này thôi. Cấu hình dàn máy và cặp loa. À, còn nếu thêm súp sẽ thêm anh em nhé. 804 giá 7 triệu 8, với công suất là 800W một kênh ở 8 ohm, 1200W một kênh ở 4 ohm anh em nhé, 1200W một kênh ở 4 ohm. Và con này có thể chơi được một kênh này có thể chơi được một cặp bass 30 anh em nhé. À, chơi một cặp bass 30 ngon lành. Đó. Tiếp theo đó là con vang số LX8, con này thì giá hiện tại đang là 3 triệu 300 nghìn đồng và hai đường mic riêng biệt AB nhé. Hai đường mic riêng biệt AB và chất âm của nó rất là hay, đầy đủ các kết nối như Bluetooth, cổng quang, USB. Đó, anh em nhé, rất dễ dùng và con này cực kỳ là hay, tiếng echo gì vật nét căng luôn anh em nhé. Nói chung là chơi trong gia đình chơi con này thì anh em khỏi phải nghĩ rồi, giá chỉ 3 triệu 3 thôi. Hai mic riêng biệt
anh em có thể là một kênh dì vật, một kênh eco, hoặc một kênh eco dì vật, một kênh là dì vật anh em nhé. Đó, rất là dễ dùng đúng không ạ? Và rất là nhiều tính năng hay, đầy đủ các kết nối như Bluetooth, cổng quang. Đó. Và cuối cùng đó là bộ mic. Ở đây là em sử dụng bộ mic BS700. BS700 thì giá hiện tại đang là 2,2 triệu anh em nhé. Đầy đủ cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt cho anh em chơi, cho anh em dùng. Đó. Và chỉ với giá 2,2 triệu thôi. Đó. Nghe anh em nghe chưa súp nữa. Nghe đã hay như thế này rồi. Ok chưa? Đó, chưa súp đã nghe đã êm như này rồi anh em nhé, chắc nịch luôn. Nghe chắc nịch. Nghe rất chắc tiếng đúng không ạ? Đấy, đây thêm súp vào nữa. Bao phê. Đấy, nhưng mà không dùng súp. Đấy anh em nhá. Với giá chỉ 22 triệu thôi anh em nhá. Rất là rẻ, dễ dàng nâng cấp. Đấy, rất là mượt đúng không ạ? Em báo lại nhá. BS700 là 2,2 triệu, LX8 là 3,3 triệu và 804 là 7,8 triệu. Cặp loa V12 giá 8,7 triệu anh em nhá. Và ok, mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm của bộ cấu hình này. Em sẽ hát thử cho anh em nghe nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe. Em sẽ hát thử với cái cấu hình này cho anh em cùng nghe anh em nhé. Với combo này chỉ giá 22 triệu thôi. Tiếng rất là đầy đó. Sọc. Sọc bây giờ đầy chi. Xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bạn.